Tàu ngầm tấn công của Nga xuất hiện ngày càng nhiều tại các vùng biển Scandinavia và Scotland Địa Trung Hải và vùng phía bắc của Đại Tây Dương. Đô đốc Mark Ferguson tư lệnh lực lượng hải quân Hoa Kỳ tại châu Âu cho biết tuần tra của tàu ngầm Nga đã tăng tới gần 50% trong năm qua. Tuần tra bằng tàu ngầm là một chiến lược mới của lãnh đạo Điện Cầm Linh là tổng thống Vladimir Putin sau khi ông cho gia tăng ngân sách quốc phòng hàng tỷ đô la để phát triển các loại tàu ngầm mới chạy bằng dầu diesel và nguyên tử, nhất là các loại chạy êm hơn, trang bị vũ khí tối tân hơn và hoạt động hữu hiệu hơn so với trước đây. Các nhà phân tích quân sự cho rằng sự gia tăng tuần tra bằng tàu ngầm của Nga là một thách thức chính thức đối với Hoa Kỳ và khối Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO và có thể dẫn tới đối đầu giữa hai bên vì có thể xảy ra các tai nạn và tính toán sai lầm. Tuần trước, các chiến đấu cơ của Nga đã bay rất gần một khu trục hạm của Mỹ ở vùng biển Baltic và có lúc chỉ cách chiếc tàu này có 80 thước mà thôi. Các giới chức hải quân của Mỹ nói rằng sự hiện diện ngày càng nhiều tàu ngầm của Nga với khả năng có thể tiếp cận tàu bè của Tây Phương và các bờ biển ở châu Âu bắt buộc Hoa Kỳ phải có thêm tàu chiến, phản lực cơ và tàu ngầm để theo dõi các hoạt động này. Về chiến lược lâu dài thì ngũ giác đài của Hoa Kỳ vừa đề nghị gia tăng ngân sách thêm trên 8 tỷ Mỹ Kim trong 5 năm sắp tới cho việc uh, tăng cường khả năng chiến đấu dưới nước, bao gồm mua thêm 9 tàu ngầm tấn công lớp Virginia và mỗi chiếc có thể mang theo 40 hỏa tiến Tomahawk, tức là hơn gấp 3 lần so với số hỏa tiến của các tàu ngầm hiện nay. Đô đốc John Richardson, chỉ huy lực lượng Hải quân Hoa Kỳ của Mỹ, nhận định rằng thế giới đang trở lại các thời kỳ cường quốc cạnh tranh với nhau như thời chiến tranh lạnh